từ khu Thảo Điền quận 2 vượt qua sông Sài Gòn sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Sau khi đón Vi, Long đã chở Vi đến một nhà hàng để hẹn hò cùng với Brad. Dù khá đau lòng, nhưng anh chàng vẫn phải cố để mỉm cười. Về cẩn thận nha. Từ đây về đấy chắc đau tim á. em khi nào lên đây ạ? Menu, please. Hôm nay làm việc là thế nào? Em mới gặp anh Long về qua quán của anh Long. Khi nào chịu? Buổi chiều nay. Em làm xong sáng em sáng đó. Em ok không? Ok. Anh xin là em làm bây giờ nhìn một chút mềm mềm. Long yang long ten thế nào? Đẹp. Đẹp à? Chịu à. Dễ thương, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thích ăn ngon. Em có nhà hàng đồ em ăn gì à? Gà. Chicken. Ăn nhiều rồi à? No, thưởng thức. Thưởng thức thôi à? Cheers. Ở nhà, Huyền và Nhân đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc barbecue tối nay. Diễm cũng vừa về đến nhà. Trời ơi. Hello. Xiên dạ. Nè, từ chiều nhà luôn hả? Tôi mới ra luôn á. Mày cần làm gì không? Có chưa? Ốp thịt đi. Em lấy thịt. Bạn Nhân. Anh Nhân. Anh Nhân ơi, tại vì ảnh là người dụ dỗ em, ảnh nói với em thế này. Lúc đó không có máy quay, bây giờ em sẽ tường thuật lại. Sao? Đầy đủ ý của ảnh. Anh nói là vậy, ở nhà anh hay ăn là thịt bò sắc mỏng ra. Xong rồi mình làm một cái nồi nước có gia vị trong đó. Xong mình hay bò nhúng giấm. Mình nhúng, không, mình, không, không phải, mình chỉ tái qua thôi. Sau đó mình chấm wasabi. À vậy hả? Thì ảnh muốn ăn vậy đúng không? Ảnh muốn ăn như thế. Thì em là nhà anh đúng không? Thì em kêu là nếu như vậy thì mua 2 miếng, 1 miếng cho anh tái. Còn 1 miếng thì mình sẽ... Long là thế nào? Anh Long với anh này em nói chuyện nhiều nhất. Sáng anh Long chờ em đi làm. Đúng rồi. Em với anh Long thì nói chuyện kiểu hợp. Vì anh Long vui tính. Vui tính à? Máu ngồi lý thương của em là gì? Thông minh. Thông minh? Điềm đạm. Chỗ này không phải là anh ấy. Anh là nếu anh biết tiếng Việt, anh có thể sẽ nói chuyện nhiều. Em nghe nè anh. Bây giờ hiện tại là anh với lại anh Nhân đang đứng ở bờ sông bên đây nè. Thì anh với lại anh Nhân là có ý là muốn đi qua đón Thảo để về đây, về ngôi nhà chung với mọi người. Thì không biết là bây giờ là giữa anh và anh Nhân thì Thảo sẽ chọn ra ai để là người đi đón Thảo. Cái gì vậy anh? Anh nói khó em vậy. Thì bây giờ anh cho em 10 giây để suy nghĩ. Và trong 10 giây em suy nghĩ đó thì Nhân sẽ gọi cho em. Và em cho cái quyết định cuối cùng cho hai tụi anh nha. Nhân là người nhận trách nhiệm đi đón Thảo, nhưng có vẻ anh không phải là người mà cô nàng chờ đợi. Anh đợi lâu không? Hơi bị lâu luôn, ăn một chục ly chè. Ăn mấy ly chè rồi? Tại vì nãy giờ chờ đò lâu á. Ủa bình thường em thấy là để sẵn mà ta. Tại vì hôm nay chủ nhật nè. Em lên đi, thôi chừng.
sao nãy anh lại nhắn em vậy? Tại vì anh hôm qua là đâu có biết là được nhắn riêng đâu. Kêu là không được kết bạn, xong rồi anh tưởng không được nhắn anh riêng. Cái nãy về anh hỏi Long mới đâu về. Long kêu là chưa hay đi ăn, mới ăn với Vi về. Xong rồi giờ Rát rủ Vi đi ăn tiếp. Nói xong rồi kêu ủa sao rủ được nha, không thấy nhắn trên group. Long kêu nhắn riêng được mà. Xong rồi anh mới nhắn cho em. Quá sức lòng với Vi. Sáng em nghĩ là sáng nay là anh Long muốn chở Vi đi làm. Nhưng mà tại vướng em sáng em phải đi trước á. Xong cái là anh Long phải chở em đi, xong phải vòng về rồi anh Long mới đi làm. Anh Long đi hai cú rác luôn. Em chưa ăn gì luôn không? Anh chưa ăn gì luôn không? Ăn chè này. Cũng may có ly chè cú đó. Mọi người đang làm gì bánh vậy? Đang nấu ăn á. Đang nấu ăn là chỉ còn bây giờ mình qua là chỉ còn thiếu Lát với Vi thôi. Chắc Lát với Vi về trước mình luôn rồi đó. Ủa? Đi ăn rồi về sao hai người đó ăn nữa? Có nghĩa là Vi hôm nay có Lộc ăn. Lại hôm qua chỗ anh Long ăn. Xong rồi đi ăn với đó. Xong rồi là bây giờ về ăn tiếp. Ok. Vậy là hôm nay là ngày của Vi. À, thích Vi hết trơn. Sao anh không thích Vi luôn? À. Thôi. Anh không thích tên giặc. Kỳ quá, anh nói câu đó em đau lòng quá. Anh nói câu đó là em xứng đáng để đau lòng luôn. Không phải. Có người thích em á, mà anh không nói. Tuấn Anh hả? Không phải, ngồi anh Tuấn Anh này. Long thì thích, mình có 4 người anh, mình không có nhiều. Đó, thì, mình có 4 người à. Thì một trong anh Long thì thích Vi rồi. Anh Long hả? Anh Long thì không phải. Không có ai mà chạy từ quận 2 sang quận 3, xong vòng ngược lại quận 2 đi quận 5. Rồi tối vòng một vòng nữa, không ai vậy hết á. Anh đang ấn tượng với những ai? Em trời. Em hỏi. Em hỏi câu này dễ trả lời chút được không? Không, em hỏi là những ai? Em hỏi Vi cũng có chút nữa. Nhưng mà khá nhiều người thích Vi. Không biết Rap phải thích tiền không? Ví dụ như mà Rap không phải thì Rap sẽ thích Vi á. Rap không phải nói anh Long. Ủa sao vậy? Thì anh Long cũng thích Vi mà. Anh Long có cái lợi thế là tấn công rất rõ ràng. Nhưng mà tại vì là lúc đầu vào là anh ngồi gần em hơn. Là anh ấn tượng em đầu tiên. Hồi hôm qua anh Long cũng có nhắn riêng em là hỏi là sáng đi làm mấy giờ. Em không có trả lời. Cái gì? Thì hôm qua là em thấy anh Long thích Vi rồi, em khỏi trả lời luôn. Sao em trả lời anh? Trong lúc Brad và Vi đang thưởng thức bữa tối lãng mạn thì ở nhà có hai người cùng đang trông ngóng họ. Anh đưa Vi qua chỗ Brad. Sao tại sao lại đưa Vi ngã vậy? Xong anh đi về một mình á. Anh đi về một mình á. Anh đón Vi mà còn đưa qua Brad nữa. Sao hai người hẹn hò xong anh cho em thấy kiểu anh những cái như thế làm sao nó không, anh nghĩ là kiểu nếu mà đến lúc mà những cái hình ảnh đấy được đưa lên ấy, mọi người sẽ nói là anh che mưa quốc dân. Nhưng mà anh không phải là người nhà mình. Brad và Vi vừa về đến nhà thì đã có người tranh thủ hỏi dò. Có uống gì không ấy? Có uống gì không? Sao mặt đỏ thế? Có bia không? Uống rượu hả? Có bia không? Uống gì đúng không? Có bia không? Nhân đang đi đón Thảo. Có nước có ví dụ như khoai. Mặc dù em rất thích tôm. Vậy là Vivi. À. Dạ. Xin đi. Ở đây hả? Oh. Em nghe được xíu. Không. Can you speak English? Yeah. Yeah. Little. Sure. How can I?
Do you study English? No. No? But you understand? Những cái gì mà anh nói không được á, anh nói tiếng Anh. Ok, nếu anh không nói được, anh sẽ nói tiếng tiếng Hàn Quốc được không? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc không hiểu. Không hiểu à? Không sao. Oppa, oppa thì hiểu. À, oppa thôi vậy đó. À, chị oppa thôi, ok. Oppa. Còn con gái gọi là gì? Con gái. Con gái là nếu em có chị gái là 언니. 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 Nhưng mà ở Hàn Quốc là không có em. Không có em. Em là không có cho nên nói tên thôi. À, tên thôi. Cho nên bây giờ anh là 계속해서 거의 이모이. 엠엠엠엠 올라 모쭈 브레드라 모쭈 아 모모 아 아니 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 뭐 엠엠라 모쭈 노이 쭈엔라 모쭈 코 어 이거 오빠는 네오 아 부인해 네오 오빠라니 오빠라 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 아아안 안어이 안어이 육마 어그라 네오 엠 노이 오빠라 감터이 예통 예통혼 어 예통혼 저는 안 이오라니 응 안 이오 안안 아니요 안 아니요고 오빠 아니고 엠 이오 이사 엠엠 이오 엠 이오라 없는데 엠 엠 이오라 콩고 어 에뮬라 빈통 남편. 아, 뭐, 아, 아. 네오 응어 이유. 응어 이유라 거의 뭐 자기야. 자기. 자기. 어, 자기. 어. 자기야. 나라 같아. 키 거의 응어 이유 뭐 안 엠 떡가. 그러니까 자기야, 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 자기야. 어. 네오 엠거 반자의 한쿠. 네오 엠문 앙 엠 같아 노이 오 지 오빠 토 이렇게 오빠 오빠 아, 오케이 오케이 네오 엠 엠문 아오 아오머이 오빠 오빠 지 오빠 토 이렇게 어 무 엠라 엠라 쿰 엠라 키 엠문 뭐 떡가 떡가 오빠 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 chị chị kia nào thôi ok có được không được. Oppa xong được không đói chưa anh đói chưa chưa đói chiều ăn rồi đúng không anh đã ăn tối một chút thôi anh ăn gì rồi thịt thịt à beef steak mua nhiều này nhân ơi nhân tại sao em lại bỏ anh để đi với cả người khác như vậy hả nhân cái nè đó đúng rồi không phải nước chấm mù tạt đâu heo ngồi nha mẹ anh ngồi đi sao lái ngoài vậy? Hả? Anh biết đó. Em à, em à, bây giờ bao nhiêu à, trả ta bao nhiêu trái được? Ngủ quá hả? Cái này bao nhiêu trái được? Em muốn bao nhiêu trái hả? Ba trái. 20 ba trái. Ba trái. Nó là hun khói mà nóng. Bên trong kia hết giấy bạc. 30 chai. Ăn 30 chai á? Anh lấy giấy bán ra rồi anh xào. Có thể 52 chai. 52 chai? Ờ. Hả? Bác uống 52 chai bia. Khiếp bóng. Khiếp bóng không? Khiếp bóng. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Diễm rõ ràng rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của Brett.
Suốt cả bữa tối, dường như cô nàng không hề rời Brad nửa bước. Brad đẹp da. Cái này tiếng Việt là gì? Dưa leo. Hả? Không, dưa chuột, dưa chuột. Dưa chuột. Chuột. Dưa leo. Dưa leo hả? Dưa leo mà. Dưa leo hả? Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo. Đúng rồi. Leo, leo. Cái này cái anh làm cái Việt Nam. Em anh đừng nhìn em bằng con mắt đó. Ủa, thì anh phải nhìn em bằng con mắt nào? Em hai mắt đi nhìn em đúng không? Hay là chỉ nhìn em một cái cổng rồi một ôm đến em. Anh buồn lắm. Còn Long thì luôn tìm cách nói bóng gió tình ý với Vi. Để đi lên. Con tim vỡ tan. Vỡ tan là như thế đây. Nhưng trong bụng con bé đang rạo rực. Anh là quê của anh là con Busan. Gần Busan. Ừ, con Busan. Busan. Nhưng mà anh đã học ở Seoul. Anh trường đại học của anh là Seoul. Đại học Seoul. Ừ. Em người ta nói là học Hàn Quốc mà học được đại học Seoul là bé lắm luôn á. Thế là Hàn Quốc mà học đại học Seoul là bé lắm luôn. Là giỏi á. Này là biểu cảm tự hào đúng không? Em biết rồi. Tại vì quê của anh là học tốt nhất. quê của anh là. Nhưng mà khi anh tôi Seoul, người học nhiều. Đúng bếp, thấy, em cảm thấy bị phân biệt chủng tộc này em mạnh mẽ luôn. Ngồi đi. Không, em không phải là ngồi hay không. Em tổn thương rồi mà. Sao tổn thương? Ai làm em tổn thương? Nhưng mà em lấy tuổi là 94. Không vậy đó ta. Tại vì em sinh là ngày dương là 95. Nhưng mà cái ngày âm thì còn một vài ngày. Ồ. Nè đi. Tại sao? Em đau lòng quá mọi người. Sao hồi nãy? Ừ, con bé này là chuyên từ hồi 4 giờ chiều tới bây giờ. Không ai chấm môi, không một giọt chấm. Không một ai. Gì vậy? Gì vậy? Ở đây Huyền cũng làm lại. Ừ. Sao lại là ai? Gì á? Đây để anh chấm nha. Không sao. Cảm ơn. Em hỏi làm sao Huyền? Đây. Để anh chấm nha. Em tự làm được. Đây, nếu em làm được, em làm được. Anh thích ăn gì? Anh thích ăn nhiều thứ lắm. Vậy á? Là anh thích ăn em đúng không? Đúng không? Mình có nghĩ tới mình không dám nói luôn. Hoặc là anh thích ăn em với mày cái. Anh thích đủ thứ không? Gì hết. Nói một câu là chắc gì vậy? Mọi người dọn nha. Em ăn xong đi vô nghỉ khỏe. Muốn gì? Anh muốn cái gì? Anh hỏi anh muốn cái gì? Anh không biết nữa. Sao vậy? Sao anh đứa đồ ấy em này? Em có mang áo dư không? Hả? Không mang thì em để áo của anh mà. Đấy, anh lại cứ mặc đồ của anh là phải thấy tí nữa người ta bảo là em của anh này. Thì tốt chứ sao anh? Chết rồi. Em ăn cả ngày vậy có khi nên hình người ta sẽ... Thôi em cho anh hả? Dạ. Cảm ơn em. Ồ, mãi to. Ngon. Sau bữa ăn tối, các thành viên cùng nhau chơi trò nói thật. Và đây là cơ hội để từng người một gửi gắm những điều khúc mắc trong lòng mình. Bây giờ mình sẽ nói theo cái chủ đề là có ấn tượng với ai chưa? Và cảm giác với người đấy như thế nào? Rồi, Tuấn Anh. Hôm nay em có rất ấn tượng với một người. Em rất là ấn tượng với bạn đó. Bạn đó rất là ấn tượng đúng không? Bạn đó là em cảm thấy rất là ấn tượng. Bạn đó là ấn tượng. Điều gì làm em ấn tượng ở bạn đó? Chắc có thể là do bạn đó đẹp, xinh, dễ thương. Trước đây là em với cả bạn đã gặp nhau chưa? Gặp rồi. Đã biết rồi. Okay. Mình chuyển sang thí sinh tiếp theo là... Cái ngày hôm nay của em như thế nào? Ngày hôm nay của em nó vẫn giống như bao ngày bình thường. Không có gì khác cả. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người, nhưng mà hôm nay thì em thấy bình thường, em không có ấn tượng với ai đặc biệt hết. Có hay nói. Nhưng mà khi Brad lên đây lần đầu tiên là
그래도 là ông tôi là đẹp hơn là xin là ba ba người tốt ba ba người ông tôi tốt ba người là ba người ông tôi hôm nay là hai hai người bớt đi một mai còn một người mai còn một người rồi. Tại sao cái người kia lại không bị loại ra khỏi danh sách? Met you Brad cảm thấy là cái người đó có thể là bạn hơn là tình cảm. Cho nên Brad cũng cảm thấy đau lắm, không đau lắm hơi. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người nhưng mà hôm nay thì hết, không còn chút nào. Em ấn tượng với hai người khác. Nhanh vậy ta? Nếu mà nói loại thì chắc là em muốn loại từ tối hôm qua rồi. Nhưng mà chính thức là hôm nay là em loại hẳn. Em cứ tưởng là hai người đi cùng đường nhưng mà không cùng đường, là rất khác luôn. Tới ngã tư hai người rẽ rồi. Hai người khác thì tới hôm nay mới ấn tượng. Có một người ngày hôm nay rất khác ngày hôm qua. Còn có một người ngày hôm nay như cái ý mà em muốn. Tức là hôm qua em đã nghĩ là người đó sẽ là người như vậy đó. Rồi hôm nay đúng là người như vậy. Còn người còn lại thì hôm qua em nghĩ hướng hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay thì người đó thay đổi chút xíu cho nên là em phải chú ý. Hôm qua là em cũng ấn tượng với hai người. Ủa hai mà sao hôm qua em nói anh mỗi một? Em giấu anh à? Không, anh Long nhớ lại đi, lúc đầu là một người, lúc sau là phát sinh thêm một người. Phát sinh. Cho tình cảm anh dắt dao quá. Nhưng mà bây giờ còn lại một người thôi. Tại vì là cái người này nè, là cái người này có nhiều đối tượng quá. Em à? Đúng rồi, em bốn người luôn nha. Hôm qua đến giờ thì em ấn tượng hai người và đến bây giờ cũng vậy. Có một người thì nhích hơn một xíu. Nhích là xuống hay lên? Nhích là lên như ông mệt ghê vậy á. Thực ra thì không phải là cảm tình thì nó chưa có gì đặc biệt cả. Thực ra bởi vì em ơi, nói thẳng ra là hôm qua bây giờ em chỉ nói chuyện với hai người đó. Thì thực ra chưa, còn hai người lại là em chưa có nói chuyện. Nên là nhận ra chân lý. Giờ mình tưởng mình không. Nhắc cái đàn nói chuyện mà mới nhớ mình chưa nói chuyện. Nhột đúng không? Nhột không? Ngày hôm qua anh có ấn tượng với hai người. Trong đấy một người thì là Đúng gu của anh. Và một người là lúc đầu tiên thì không hề có ấn tượng gì cả. Nhưng càng về sau thì càng ấn tượng. Đến hôm nay thì vẫn ấn tượng với hai người đấy. Nhưng có một người thì đi lên và một người thì thụt. Hôm nay cũng xảy ra một số chuyện vui. Chuyện vui mà ông kêu xảy ra. Xuất hiện một cái số cái chuyện vui. Thì trong hai cái chuyện vui đấy thì có một chuyện thì mình cảm thấy bình thường và một chuyện thì mình cảm thấy hơi buồn đấy. Nó vòng vo. Mình phải nói vòng vo đúng không? Để cho mọi người đoán. Chỉ có người trong cuộc hiểu thôi. Ý ý ông cuộc là sẽ hiểu. Ngày mai anh muốn mình nói chuyện nhiều hơn. Từng lời nói của Long rõ ràng đến mức không còn có thể nghi ngờ, nó như là một lời tuyên bố về tình cảm anh dành cho Vi. Thế nhưng Vi vẫn còn điều gì đó lấn cấn về anh chàng. Em ơi, nói một câu thôi ha. Là nếu như mà có cảm xúc thật với một người nào đó thì chị nên dành cho một người đó thôi. Chị nên dành cho một người đó thôi. Ủa con này thâm ghê luôn á. Thấm. Hết. Anh Long. Hết rồi nha. Ủa sao anh Long là anh dụng nhúng rồi nha. Anh vậy? Không có dụng phát sinh nha. Hả? Không có phát sinh nha. Ủa? Long nói anh đâu? Không, nhưng mà ý nói ý vậy thôi. Em nói anh Long, em mới nói anh đó. Em nói anh ngồi vậy nè. Mà tự nhiên cái em bị rớt mất chữ nhân ấy. Thì hôm qua mình có ấn tượng với hai người. Đến hôm nay thì hai người đó mình cũng vẫn ấn tượng. May quá. Nhưng mà có một người nhỉnh hơn xíu.
là nhất hay lơ hay là thục nhìn, nhìn hơn nhất nhất em phải nói từ nhất nha em đấy nhất nhất dạ, thục nhất. Nhưng mà chưa được tiếp xúc nhiều cho nên là để mấy ngày tới mình hiểu thêm chứ hơn. Dạ đúng rồi. Diễm không ngại ngần đưa ra một lời đề nghị cho người mà ai cũng biết đó là ai. Ngày mai mình cho nhau cơ hội để nói chuyện. Nói chung là mọi người chịu khó gặp nhau riêng thì chắc nói chuyện nhiều nhiều hơn. Đúng thì nhưng mà cái này là mọi người phải linh động. Fred xin là cố gắng hiểu tiếng Fred nữa. Fred với giờ là hy vọng là nhà này cũng tiếp tục như vậy. Người đầu tiên hồi nãy mình có gửi lời nhắn người mà mình chưa nói chuyện gì hết đó là anh Brad. Đúng là từ hôm qua tới nay là mình với anh Brad chưa có cơ hội để nói gì luôn. Và thật sự ảnh cũng rất là cố gắng nói tiếng Việt nhưng thật sự là mình không đủ kiên nhẫn lắm để nghe ảnh nói. Người thứ hai mà người bị loại á, mình nói người bị loại thì người đó là anh Long. Tại vì trưa hôm qua anh Long là người mình gặp đầu tiên. Mình cái hình ảnh anh Long ở trong bếp lúc đó rất là đẹp. Ảnh trầm, ảnh đảm đang, có vẻ nội tâm mình rất là thích luôn, rất thích. Nhưng càng về tối á, và đặc biệt là khi mọi người chơi rồi thì hóa ra không phải. Ảnh là người rất là hướng ngoại, rất là hoạt bát. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì mình cảm giác anh Long đang có một cái sự quan tâm nhiều hơn nhiều cho một cô gái khác. Cho nên là người thứ hai mà mình nói là mình sẽ không có tiếp tục cái cảm xúc đó nữa là anh Long. Người thứ ba, cái người mà hôm qua mình không có ấn tượng tốt nhưng hôm nay lại tốt, đó là anh Tuấn Anh. Chuyện tình cảm của các cặp đôi bắt đầu khá rõ nét. Long đã nghiêng hẳn về Vi, Diễm cũng không che giấu sự chú ý của mình cho Brad. Còn Vi lại đang phân vân giữa Long và Fred. Thảo cảm thấy buồn vì Long không dành sự ưu tiên cho mình. Huyền Nhân cũng đang rất hợp nhau. Liệu họ có cho nhau cơ hội hay không? Hãy cùng đón xem vào tuần sau.